Con đói quá bố ơi, bố về đi, con đói cơm lắm bố ơi. Đói quá. Dạ vâng. Sao lại thế hả mẹ? Thế anh Khoa không phải anh của con à? Thằng này á, không phải anh trai của con đâu. Nó chỉ là con riêng của bố con thôi. Nó và con ấy cùng cha khác mẹ, con hiểu không? Mẹ mày mất rồi, may cho mày là còn có tao là dì ghẻ của mày, về đây chăm sóc mày, dạy bảo mày. Không á, sau này mày đi cướp đi trộm của người ta đấy. Bố. Gì đấy con? Bố nhớ về sớm nhá, con nhớ bố lắm. Con không muốn bố đi làm đâu. Bố biết rồi. Mà bố không đi làm thì lấy cái gì mà cho các con ăn? Con ở nhà con phải ngoan vào nhá. Dì con là hơi nóng tính đấy, nên là phải ngoan vào, không là bị dì cho ăn roi đấy. Nhớ chưa? Dạ vâng. Thôi con vào nhà đi, bố đi làm đây nhá. Con không muốn bố đi làm đâu. Trời nắng lắm, cho bố đi làm đi. Thôi vào nhà đi con. Bố không đi làm thì lấy cái gì cho các con ăn? Đi vào nhà đi. Đưa con vào nhà đi em nhá. Sơn ơi, cho anh ăn cùng với. Mày làm cái gì đấy? Mẹ. Cái gì mà cái này là của em Sắn, mày không được động vào. Nay mẹ bảo bố đi thì mẹ con mình cùng ăn mà. Lúc bố mày ở đây ấy thì mày mới được phép gọi tao là mẹ. Còn bố mày không ở đây ấy thì tao chỉ là dì ghẻ của mày thôi. Còn mày mà gọi tao là mẹ á, tao vả vỡ mồm mày đấy. Nghe rõ chưa? Dạ vâng. Sao lại thế hả mẹ? Thế anh Khoa không phải anh của con à? Thằng này á, không phải anh trai của con đâu. Nó chỉ là con riêng của bố con thôi. Nó và con ấy cùng cha khác mẹ, con hiểu không? Dạ vâng mẹ. Mà mẹ ơi, mẹ đối xử với anh Khoa thế này, con thấy thương anh Khoa lắm. Hay là mẹ đừng quát anh Khoa nữa nha. Mẹ có quát đâu, mẹ chỉ dạy bảo cho nó thành người thôi mà. Mẹ mày mất rồi, may cho mày là còn có tao là dì ghẻ của mày, về đây chăm sóc mày, dạy bảo mày. Không á, sau này mày đi cướp đi trộm của người ta đấy. À mà mày có muốn ăn cái này không đây? Dạ có ạ. Muốn ăn à? Muốn ăn thì bây giờ tao sẽ giao cái nhiệm vụ này cho mày nhá. Bây giờ mày đi ăn xin đi. Đi xin tiền về đây cho tao thì tao mới cho mày ăn. Còn không xin được tiền về đây cho tao ấy thì mày đừng có về nhà nữa, biết chưa? Dạ vâng. Mẹ, cho con đi cùng anh Khoai với. Trời ơi, con trai của mẹ ơi. Cái nghề đấy ấy là nghề vất vả, nghề nghèo khổ. Những cái người không có mẹ thì người ta mới phải làm thế thôi. Còn con á, có bố, có mẹ đầy đủ thì sao con lại phải đi làm theo những cái người đấy làm gì? Vâng ạ, thế sao mẹ cho anh Khoai đi làm? Thì mẹ đã bảo là anh Khoai là không có mẹ thì nó mới phải đi làm vất vả như thế để nó mới kiếm sống chứ. Còn con trai của mẹ, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ không cho con làm vất vả như thế đâu con nhé. Vâng ạ. Đấy, đưa, ăn xúc xích đi. Này, mẹ bóc cho nhá. Xúc xích này là con thích ăn nhất phải không? Vâng ạ. Đấy, ăn đi. Ăn nhiều nhiều vào. Xong rồi cái thằng kia xem mà có kiếm được tiền về để mẹ con mua nhiều hơn nhá. Vâng ạ. Cái bánh này ngon thật đấy. Mày cứ khen thừa. Mày biết bánh này tao mua bao nhiêu tiền không? 100.000 gói này đấy. Thằng nào mà nó ngon thế. Kia là thằng Khoai sao ấy mày nhở? Đúng là Khoai thật đấy. Thằng này á, nhà nó khổ lắm. Mẹ nó thì mất rồi, bây giờ nó ở với dì ghẻ. Tao nghe bảo là dì ghẻ nó ác lắm. Chắc là dì ghẻ nó bắt nó đi nhặt rác đấy. Anh ơi, cho em xin mấy nghìn được không? Tao có mỗi 5.000 thôi. Phú mày có tiền không? Tao cũng chỉ có mỗi 5.000 thôi. Thôi anh em mình góp cho nó tí, nhìn nó thương quá. Bọn tao có 10.000 thôi. Đây tao, hình như tao còn 1.000 nữa này. Đây. Dạ cho em xin nhá. Em cảm ơn hai anh ạ. Chắc chưa ăn gì đâu mày ạ. Nhìn chân tay nó run lắm. Hay mình cho nó một miếng đi.
Cho nó đi. Ê thằng kia, quay lại đây tao bảo. Dạ. Dạ anh bảo gì em ạ? Có phải từ sáng đến giờ mày chưa ăn gì đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Này tao cho mày miếng này, ăn đi, tao nhìn mày thương quá. Em cảm ơn anh tốt quá. Có phải gì ghẻ mày ác lắm đúng không? Bà đấy bắt mày đi ăn xin à? Dạ đúng rồi ạ. Em cảm ơn hai nhá. Em đi ạ. Thằng này nhìn nó tao sắp rơi nước mắt rồi. Nhìn nó tội quá. Dạ con chào mẹ ạ. Con đi ăn xin về rồi mẹ ạ. Sao về sớm thế này? Xe nào? Đi cả buổi sáng tôi mới chín tay như thế này thôi à? Nhớ đâu? Đi cả buổi sáng được mới 11.000 là thế nào? Mày nghĩ 11.000 này của mày đủ ăn cơm của tao à hả? Hay là mày giấu ở đâu? Đi đây. Có đâu mẹ, con chỉ ăn xin được 11.000 thôi. 11.000 mà cũng đòi về ăn cơm của tao? Đi xin tiếp. Không xin được thì đừng có mà về nhà này nữa mày ấy. Đi. Vâng. Đứng đấy chỉ được cái tô xác thôi, làm được cái gì đâu. Ngứa hết cả mắt. Con đói quá bố ơi. Bố về đi, con đói cơm lắm bố ơi. Đói quá. Khoai ơi, mày có bị làm sao không? Em không sao đâu anh ơi, em chỉ hơi mệt thôi. Hay là mày đi về nhà tao ăn cơm đi, tao lấy cơm cho mày ăn. Em cảm ơn anh, thôi không cần đâu anh ơi, bố em sắp về rồi. Thế mày có chịu được không? Dạ, em chịu được ạ. Thế thì bọn tao đi về nhá. Vâng. Thôi về. Ê chú. Ờ? Chú có phải là bố của thằng Khoai không nhỉ? Ờ đúng rồi, chú là bố Khoai mà, có việc gì đấy hả cháu? Ui chú ơi, chú về nhanh đi, thằng Khoai nó đang đói quá, nó nằm ở gốc cây kìa, nó bảo đợi chú về đấy. Ồ thế à? Vâng. Ồ, chú cảm ơn nhé. Vâng, chú về đây nhanh nhá. Con ơi, con Khoai. Bố. Con làm sao đấy? Con đói à bố ơi. Đói à? Sao thế con, ở nhà mẹ không cho con ăn gì sao? Mẹ không cho à? Trời ơi, đây bố. Bố có cái này. Con ăn tạm bánh nhá. Bố ơi, nhanh lên đi bố ơi, con đói lắm rồi. Đây xong rồi con ơi. Đây con ăn đi. Ăn đi con này. Con kể cho bố đi, mẹ con ở nhà thì mẹ con đối xử với con như thế nào? Mẹ bắt con đi ăn xin, xong con ăn xin xong về được có 11.000. Ăn xong về mẹ lại chửi, mẹ lại bắt con đi ăn xin tiếp ạ. Thế à? Vâng. Thôi được rồi, bây giờ đi về cùng bố nào. Nào, để bố cõng con về. Anh! Đứng dậy anh bảo này. Dạ. Sao anh lại đánh em? Em có phải con người không? Có gì mà nói chứ. Thằng Khoai có phải con của anh không? Thì là con của anh. Trước khi anh lấy em, anh đã bảo rồi, con của anh với con của em thì nó cũng là con, cũng là coi như là coi nhau là ruột thịt hết. Em hứa với anh là em không bao giờ em phân biệt con anh với lại thằng Sắn đúng không? Vâng. Em biết thằng Khoai như thế nào không? Nó vừa sắc ngất ở gốc cây ở trên kia kìa. Tóm lại bây giờ em không muốn ở đây nữa thì em ra ngoài, không được ở nhà anh nữa. Không anh ơi, cho em xin lỗi đi. Em không muốn đi. Em không cần xin lỗi anh, em xin lỗi con anh kìa. Xin lỗi thằng Khoai đi. Khoai, cho mẹ xin lỗi nhá, lần sau mẹ không làm như thế với con nữa. Cho mẹ xin lỗi không? Có. Lần sau mẹ không như thế, mẹ biết lỗi rồi. Anh rất là bực mình đấy.
lần sau mà còn như thế này nữa là em không được phép ở cái nhà này nữa. Em biết rồi ạ. Nhớ chưa? Bây giờ nó lớn rồi, em phải đối xử như một người lớn với nó. Vớ vả vớ vẩn. Ở nhà thì ăn với nuôi con thôi. Tiền tao để nhà để cho chúng mày là đi mua đồ ăn về xong là chia cho các con ăn cùng nhau. Thế mà cái đồ kia chắc là thằng khoai này còn chả được ăn cái gì. Lần sau mà còn như thế này nữa thì tập xác định là đi ra ngoài ở nhá. Vâng ạ. Nhớ chưa? Vâng. Đi nấu cơm đi. Thôi con đi kia ăn kẹo với sắn đi.